bạn đã quay trở lại với kênh SkyRC Heli. Thì hôm nay ở chỗ của mình nó xuống chỉ thị 15 rồi các bạn. Trời hôm nay cũng khá êm gió. Gió nhẹ nhẹ thôi các bạn. Nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ cũng chiều rồi. Và mình quyết định là sẽ mang nó ra ruộng để test thử các bạn. Cũng có chuẩn bị sẵn hết rồi, sạc pin hết rồi nè. This. Một cái nón để mà mình quay. Mình vừa bay vừa quay á các bạn. Đây có gắn cái giá. Cái này có thể tháo ra được ha. Nên đây có cái giá nè. Mình chỉ cần ấn mình đẩy về phía trước mình lấy ra thôi. Gắn cái máy quay vô đây. Và chiếc Heli. Rồi pin mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình xài pin 2235C nha các bạn. 35C nhưng mà xài 4 cell. Bây giờ mời các bạn theo chân mình ra ruộng nha để test thử. Rồi bay thực tế ngoài nó sẽ như thế nào các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Ngược đầu luôn. Bay nhẹ tới thôi, đi dòng ngược nha. Đi dòng xuôi. Em đá cái ra, đá cái qua nha. Đá cái nha. đang thử. Ok các bạn. Như vậy là mình đã bay thử xong cái chiếc Chinook thiết kế theo Kermit Tandem các bạn. Thì như các bạn thấy là nó bay cũng được các bạn, nhưng mà có điều là cái cơ khí này có vẻ là nó còn hơi bị rơ các bạn. Nó hơi bị rơ cho nên là bạn thấy là nó hơi nhấp nhởm cái phần đuôi phía sau thôi. Phần đuôi phía sau hơi nhấp nhởm.
Xoay thì mình thấy nó cũng ok, không vấn đề gì hết. Khi mà chúng ta quay đầu thì nó cũng ok, nhưng có điều là nó hay bị hiện tượng nhấp nhổm. Nhấp nhổm có thể là phần cơ khí này nó hơi phức tạp quá và nó có độ rơ các bạn. Và cái độ rơ nó làm cho cái con gyro này nó cứ chỉnh, nó chỉnh sửa liên tục dẫn đến hiện tượng là nhấp nhổm. Cho nên là để mà cái con này có thể bay tốt được á, mình nghĩ là các cái tay linh này mình phải thay thế bằng cái tay linh nhôm các bạn. Và các tay đòn này phải thật là cứng nữa mới được ha, để cắt lực của nó đảm bảo là không có bị nhíu. Ví dụ như nó cong cong như thế này thì có thể là nó sẽ bị cong lên khi mà nó đẩy các bạn. Khi nó đẩy mà ở đây nó không đáp ứng được á thì cái cây này nó sẽ bị cong lên nha. Thì khi qua nhiều cái linh như thế này thì nó cũng sẽ bị rơ nhiều các bạn, nó sẽ bị rơ nhiều á ha. Với lại cái phần rip này á, là nó cũng không được bót cho lắm, cho nên tất cả những cái yếu tố đó cộng lại nó sẽ dẫn đến là chiếc máy bay nó không có được êm lắm. Nhưng mà nó đã bay được rồi các bạn. Cái này là chỉ còn phần còn lại là mình chỉnh cái phần rơ của cơ khí lại thôi thì nó sẽ ổn. Mình nghĩ là cái phần gen thì cũng có thể nên hạ gen thêm một chút xíu nữa nó sẽ ổn. Thì video cũng dài rồi các bạn, thôi mình sẽ hẹn các bạn ở video khác. Cái con này có thể là mình sẽ tạm thời để làm mẫu, mình sẽ thiết kế lại một cái con khác sử dụng đồ chắc chắn hơn các bạn, để coi cho nó hoạt động tốt hơn không nha. Chào tạm biệt các bạn.